Đức Phật thì nói là phụ nữ có 5 điều khổ và vất vả hơn nam giới. Cái này nó thuộc về cái thiên chức. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ, nói người phụ nữ có 5 điều vất vả. Thứ nhất là lúc trẻ thì phải rời nhà đến gia đình nhà chồng, có một mình thôi. Đấy. Cho nên chị em khi mà lấy chồng, về nhà chồng, vào một mình, một thân về nhà chồng, rất là buồn, rất là nhớ cha mẹ đẻ, anh chị em, có khi khóc rất nhiều. Đấy là cái khổ người phụ nữ, người nam giới thì không phải. Thứ hai là người phụ nữ thì có nguyệt kỳ hàng tháng, cái đấy cũng là cái khổ, cái vất vả của chị em phụ nữ. Cái thứ ba là người phụ nữ phải mang thai, nam giới không phải mang thai. Đấy là cái vất vả. Cái thứ tư là phụ nữ phải sinh nở. Và cái thứ năm thì người phụ nữ thường là hay phải phục vụ người nam giới, người đàn ông. Thường là như vậy, trong xã hội nào cũng thường như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái đó là cái khổ, cái vất vả của người phụ nữ. Vì biết được như thế, cho nên là những người nam giới mà hiểu biết thì rất trân trọng, rất thương quý phụ nữ, nâng đỡ phụ nữ. Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bà này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng. Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau. Giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu. Nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tông, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi, bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng. Thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải
tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật, phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy, thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra, tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên ý, những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa, nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít đít lồng bàn, thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò cho nên thầy biết, các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi, cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa, người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ. Hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết, và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian, trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy, cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao, thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này?
Nó hết gò má cao. Tu lên, nghe không? Đấy, thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát, sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình, nghe không? Những người gắn bó với mình, thân thiết, mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận, ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu, tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy. Thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình. Mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát, sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được cái điều mình ước nguyện. Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Facebook của bạn Hương Ly. Bạn hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc muốn Thầy giải đáp. Con nghe rằng chư Tăng thì được phép hoàn tục đúng pháp đến 7 lần, nhưng chư Ni đã hoàn tục rồi thì không được phép thọ giới làm tỳ kheo Ni trở lại. Rồi người 6 căn không đầy đủ thì không được xuất gia. Tại sao lại có sự phân biệt này trong khi chủ trương của Đạo Phật là bình đẳng? Đây, mấy bạn này giờ hỏi những câu hỏi cũng rất là khó, nghe không? Câu này liên quan đến giới luật của Phật và giới luật của người xuất gia. Đấy. Bạn thắc mắc là bạn ấy nghe chắc cũng có các thầy giảng rồi. Chư Tăng á, tức là các sư nam á, là có thể được phép hoàn tục đúng pháp 7 lần. Hoàn tục mà hoàn tục đúng pháp nha. Đại chúng rõ chỗ này, nghe không? Đấy. Thế còn chư Ni á, thì đã hoàn tục rồi là không được xuất gia trở lại nữa, không được thọ giới tỳ kheo nữa. Đấy. Người 6 căn không đầy đủ thì cũng không được xuất gia. Ừ. Bạn bảo tại sao chứ đã là Phật Pháp phải bình đẳng, Đức Phật từ bi bình đẳng, tại sao mà lại có chuyện phân biệt nam nữ thế này? À, rồi người này, người kia, bạn thắc mắc. Thì kính thưa đại chúng, Thầy xin trả lời đúng là Đức Phật là tuyệt đối bình đẳng, không bao giờ Phật thiên vị ai cả. Một người mà có lương tâm một chút, người ta cũng sống khá bình đẳng rồi. Huống hồ là Đức Phật là bậc đại thánh, thì cho nên Ngài là tuyệt đối bình đẳng luôn. Ngài bình đẳng như hư không luôn, không thiên vị ai luôn. Cho nên Thầy nói là Đức Phật như mặt trời chiếu sáng. Ngài không phân biệt là Phật tử Ngài mới chiếu, không phải Phật tử của Ngài, Ngài không chiếu đến, không phải. Hay là người theo đạo Phật Ngài mới chiếu, người đi theo tôn giáo khác, Phật không chiếu, Phật chiếu hết. Lòng từ của Ngài là phổ cập hết tất cả, bình đẳng, không phân biệt. Thế nhưng còn duyên của chúng ta đó, chúng ta có được cái duyên ấy không là do chúng ta, nghe không? Lại là ở phía chúng ta nữa chứ. Đấy. Thế thì ở đây như thế, Thầy nói là Phật Pháp là tuyệt đối bình đẳng. Giới luật của Phật, Đức Phật chế giới luật là hoàn toàn dựa trên nhân quả và nghiệp tánh của chúng sinh. Tại sao Phật tử tại gia, Phật chỉ chế 5 giới?
Vì cuộc sống tại gia của các Phật tử thì năm giới là phù hợp, là tu tập được, phù hợp với đời sống tại gia. Thế nhưng mà ở tại gia mà các Phật tử mà lại giữ giới như các thầy đi xuất gia thì không thể ở nổi đâu, không sống nổi, có phải không? Nên chúng ta sẽ bị tẩy chay ra khỏi đời sống tại gia ngay. Thôi ông đi xuất gia đi, bà đi tu đi, vào. Đó, nó khác cái giới. Các thầy đi xuất gia thì lại phải giữ giới của người xuất gia thì mới đúng là người xuất gia. Chứ người xuất gia như các thầy mà sống như các Phật tử thì lại thành người tại gia mất rồi. Đó. Cho nên cái nào nó ra cái đấy. Cho nên Phật Pháp, Đức Phật chế giới luật là căn cứ trên nhân quả, trên nghiệp tánh của chúng sinh mà Ngài chế. Thế thì giữa người nam và người nữ, nghiệp nó khác nhau, thưa đại chúng. À, cho nên trong kinh á, Đức Phật dạy 20 điều khó. Thì sinh được làm người là khó, mà sinh làm người mà sinh được thân nam tử lại khó hơn. Cho nên cái tướng nam tử người ta cũng gọi là cái tướng mà trượng phu, cái tướng mà nó cao thượng hơn. À, tất nhiên không phải nam tử nào cũng trượng phu cả. À, và trong đó có những nữ giới rất trượng phu, rất là đáng mặt, gọi là anh tài, anh hùng nữa. Đấy, đại chúng thấy không? Ở Việt Nam mình đấy, và mấy vị nữ giới cũng rất là anh hùng, bà Trưng, bà Triệu đấy, phải không? Đâu phải chuyện thường, mấy ai nam tử mà được như vậy. Nhưng mà đấy là cái cá biệt thôi. Đa phần thì nữ giới là cái chướng duyên nó nhiều hơn nam giới. À, đó là do nghiệp của nữ giới. À, đại chúng biết rồi, người nữ thì thuộc phái yếu, này, chân thì yếu, tay thì mềm. À, người ta gọi là người nữ chân yếu tay mềm. Còn người nữ thì phải mang nặng đẻ đau. À, ngày xưa người ta nói đấy, phụ nữ ở tại gia thì phải tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, mà phu tử thì phải tòng tử nữa cơ. Tức là phải tòng hết á. Chứ có ai nói nam giới phải ở tại gia tòng phụ xuất, gọi là lấy vợ phải tòng vợ đâu, tòng thê đâu. Đúng không? Nhưng mà nữ giới là thế. Thì cái nghiệp tính của người nữ là yếu đuối, là nhu mì. Người nữ là thế. Người nam thì cứng cỏi, vào chí khí hơn. Thường là thế. Nên trong nhà mà có nam tử thì nhà nó khỏe hơn, mạnh hơn. Nhà mà toàn nữ giới thì nó yếu. Đó, đấy là rõ, đấy là nghiệp tánh. Vậy nghiệp của người nữ như vậy, cho nên Đức Phật mới chế ra người nữ trong luật Phật đấy. Thì nếu mà đã hoàn tục rồi, vào xuất gia rồi mà hoàn tục thì không được xuất gia thọ giới trở lại nữa. Đó, đó là nghiệp. Vì những người nữ như thế là nghiệp tánh người ta rất là nặng. Nếu người ấy mà xuất gia trở lại, tu tập trở lại, người ấy cũng sẽ lại phá dở, còn phá hại Phật Pháp nữa. Đó, cho nên chư ni khi xuất gia rồi là phải giữ cái lòng thật là kiên định. Nhưng mà nam giới thì lại khác hơn, nghe không? Đấy, nam giới thì khác hơn. Cái chí khí người ta phục lại nó có thể tốt hơn. Đó, cho nên Đức Phật cho phép người nam có thể được đến 7 lần. Nghe không? Nhưng phải hoàn tục đúng Pháp nha. Hoàn tục đúng Pháp. Đấy, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, để chúng ta thấy Đức Phật không có phân biệt, không kỳ thị, không có gọi là bất bình đẳng, nghe không? Mà Đức Phật là hoàn toàn tâm rất bình đẳng, chế ra giới luật là dựa trên nghiệp tánh của chúng sinh. À, đại chúng thấy không? Cũng giống như Thầy nói, giống như con bò đực thì phải đi kéo cày, phải đi kéo xe. Nhưng con bò sữa thì người ta nuôi để vắt sữa đó. À, người ta lại phải chăm sóc chế độ ăn uống khác. Thế con bò đực thì cho ăn uống khác thôi. Nghe không? Mỗi cái chúng sinh là một cái nghiệp tính khác nhau. Thế để chúng ta hiểu nhé, Đức Phật là tuyệt đối bình đẳng, nhưng mà bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng theo nghiệp tánh của chúng sinh. Đó, là như vậy. Trong nhà chúng ta đấy, cha mẹ đối với các con là cũng bình đẳng, và cũng bình đẳng. Nhưng mà con gái, đại chúng thấy không, là bố mẹ cư xử khác với con trai. Tại sao lại thế? Cư xử khác đấy không phải là không bình đẳng, đúng không mấy chú? Con gái nó khác, phải cho nó thế này, cho nó cái kia, phải không? Chuẩn bị của hồi môn cho nó này khác. Nên con trai thì không phải lo cái đấy. Con trai thì nhiều khi phải mắng, phải đe để cho nó mạnh mẽ, nó cứng cỏi lên. Con gái thì lại chiều hơn. Chiều hơn nhưng không phải là bất bình đẳng. Nhưng vì con gái nó là con gái, đúng không? Đó, thế thì đại chúng hiểu rõ cái chỗ này nhé. Thì không có trách là tại sao trong Phật Pháp mà lại còn bất bình đẳng, phân biệt nam nữ khác nhau. Không có cái sự phân biệt kỳ thị như thế, mà cái đó là dựa trên cái nghiệp riêng của mỗi, gọi là mỗi giới, chứ không phải là Đức Phật phân biệt.
Đại chúng rõ chưa? Bạn Hương Ly cũng thế nha, rõ cái điều này.